như thế này thì các bác sẽ thấy là những cái loa bát này nó nếu mà nhìn hình thì nó sẽ nảy ra cùng một lúc và nó sẽ tụt vào cùng một lúc. Đấy gọi là đồng pha nhé. Thì hôm nay giới thiệu đến các bác, thứ nhất là về cặp loa Pioneer loa tháp 502AV này. Nhưng mà cái quan trọng ở cái này là có cái cặp loa nhiều loa bát như này thì sẵn đây có cả cục súp, thì em sẽ hướng dẫn cho các bác thêm một cái tính năng mà khá là ít anh em chơi súp để ý quan tâm đến của nó nhé. Thì anh em cứ xem từ từ. Thì với cái cặp loa Pioneer 502AV này thì nó là thuộc cái dòng series Tewin. Thuộc dòng series Tewin đây này. Anh em nhìn nhá. Đây này. Nó có một cái chuỗi series Tewin. Những cái dòng mà thuộc Tewin ý, thì nó là thường là tối thiểu là sẽ có hai loa bát. Nhưng mà cặp 502AV này thì nó sẽ có tất hai loa bát đây rồi. Nhưng mà nó thêm một cái loa super bass. Super bass là siêu trầm, tức là giải thấp hơn giải bass. Tuy nhiên thì với một cặp loa mà trong một thùng như thế này thường ấy, mà nhất là dòng loa mà kết hợp nghe nhạc kiểu như thế này thì nó sẽ làm đảm bảo cho nếu loa bát đưa ra thì nó sẽ cùng pha, tức là tất cả loa bát là cùng đồng loạt gõ, nó không có độ trễ. Đấy, nó không có độ trễ nhé. Thì anh em sẽ thấy là các cái loa nó sẽ gọi là nhịp nó ra là đúng nhịp với nhau luôn. Đấy, đấy là lý do tại sao mà khi mà mình nghe nhạc và mình hát karaoke thì cái độ trễ pha của cái giải trầm nó nhanh với cả nó chậm và nó đồng pha thì nó rất là quan trọng đến cái chất âm. Nhất là các bác nghe nhạc. Nghe nhạc thì không ai muốn là trung âm ra rồi, tép ra rồi, nhưng mà bát nó lại ra chậm mất khoảng độ 1 phần 10 giây hoặc là 1% giây, nghe nó cũng đã không sướng nữa. Cho nên là anh em mà nghe hi-fi stereo thì thường là sẽ thích là ra đồng nhất. Thì những cái cặp loa, em không nói cặp này. Cặp này thì tiếng bát nó rất là hay rồi. Trung âm tốt với cả cặp này cũng là cặp mà mình có thể mình kết hợp nghe nhạc và hát karaoke được. Đấy. Nhưng mà có những cái cặp loa ấy mà tiếng bát nó không đảm bảo. Tức là với một người bình thường thì có thể người ta nghe thế là bát là vừa. Nhưng mà với những anh em mà mặn, ăn mặn nhiều, bay nhiều thì tiếng bát nó sẽ đuối, thì anh em phải bổ sung thêm súp. Thì bản thân những cái cục súp nha, đây em về những cái cục JBL. Cục súp JBL như này nhá. Thì cái này nó chỉ đơn thuần là đảm nhiệm những cái giải trầm thôi. Tức là ở trong này đây là cục súp điện JBL dòng 150. Và cái dòng E150 này ấy, thì nó là súp điện là thứ nhất này. Cái thứ hai nữa ấy, thì những cái súp điện thì có những súp nó sẽ có những cái phây này. Phây như này thì tiếng Anh đọc là phây nhưng thực ra mình hay đọc là pha. Đây này, bỏ luôn chữ E đọc là pha, SE đọc là pha. Thực ra là cái này thì nó còn tùy thuộc vào phòng nghe. Tuy nhiên nếu mà để các bác nghe nhạc thì các bác để phây không cho em nhé. Tức là nó sẽ không có cái độ lệch pha. Không có độ lệch pha, tức là khi mà nhạc là nó sẽ đấu ra đồng thời. Nếu mà các bác đấu vào những cái loa nghe nhạc của các bác nó sẽ ra đồng thời. Đấy, còn trường hợp mà các bác để như này thì nó sẽ có độ trễ. Đấy, đây là chuẩn theo nhà sản xuất. Còn đương nhiên nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ví dụ các bác kết nối cái súp này với nguồn phát thông qua jack hoa sen nó khác, mà thông qua cái chân để các bác đầu nối tiếp từ âm ly này ra loa nghe nhạc, xong loa nghe nhạc ra cái này. Đấy, ra trực tiếp cái này luôn thì nó sẽ ít độ trễ hơn là các bác đầu cái đường rê ao, các bác lại cắm vào đường hoa sen. Đương nhiên cái độ trễ đấy nó chỉ phần 1/10, 1%, 1/1000 giây thôi, cho nên để mà cảm nhận thì không cảm nhận được. Tuy nhiên để mà nghe nhạc chuẩn thì các bác cứ đẩy phay ở cái góc không này nhá. Đấy, đấy là cái chia sẻ cho các bác cái kinh nghiệm để các bác chơi súp là hay hơn. Nếu mà các bác nào mà đang để 108 thì cho về không độ nhá. Còn trừ trường hợp mà súp các bác để xem phim, hát karaoke thì nó cho phép độ trễ, đặc biệt là xem phim. Xem phim mà có độ trễ thì nó sẽ tạo cái âm thanh vòm. Tại vì súp các bác để một góc nhá. Xong rồi các cái loa front ấy, các bác để một góc, xong loa rear các bác để một góc, nó tạo thành hiệu ứng âm thanh vòm như này này. Nó chạy vòng quanh này. Những cái lúc mà phim hành động, những cái lúc bắn nhau
thì tiếng nó sẽ chơi bằng 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 này này, thì các bác sẽ thấy cái hiệu ứng này là rất là hay. Thì lúc đấy thì người ta lại thích là cái độ trễ nó cao hơn. Thì những cái âm ly xem phim, những dòng Don Bai, dòng DTS thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng đấy để nó đưa ra loa, bản thân nó đã đưa ra loa chậm hơn, tín hiệu chậm hơn rồi. Xong mình cắm cái này nữa thì chỉnh cái này thêm nữa thì nó tạo hiệu ứng nó sẽ hay hơn. Đấy, quay trở lại cái cặp Tewin 502AV này nhá. Thì Tewin như em đã nói với các bác là những cái model Tewin thì thường nó sẽ có tối thiểu hai bát. Bản thân Tewin nó là đôi rồi này. Đấy, và thùng nó đều là thùng Bombay. Đây này, dòng này đều thùng Bombay nhé. Đấy, và những cặp này thì đều gân zin. Tewin dòng gân vải này thì thường zin. Đấy, anh em mình quan tâm cặp này thì liên hệ trực tiếp với bên em nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác.